Thưa quý vị và các bạn, trong khi các hoạt động giải cứu dưa hấu, thanh long, sầu riêng trong suốt các ngày qua vẫn chưa xong, thì ngay lúc này lại có hàng ngàn tấn chuối ở các tỉnh phía Bắc cũng đang đứng trước nguy cơ bị ế thừa, có thể là sẽ phải giải cứu trong các ngày tới nếu như xuất sang Trung Quốc vẫn khó khăn như thời gian vừa qua. Việc giải cứu nông sản đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam và hầu như các loại nông sản cần giải cứu thời gian qua đều có chung một số phận, đó là xuất khẩu thô và lệ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc. Đây, chúng tôi dọn này này cho cá này. Từ Tết rồi nhà tôi bỏ cá phải 30 thùng. Mà Trung Quốc là không cân thì là không bán được rồi, ứ động lại là mà bị bỏ thôi. Chúng tôi không có cách nào bán. Những chùm chuối chín Trung Quốc bị vứt bỏ. Dân tiêu thụ cho nhau thì ai nhà. Bà Yến cho biết người trồng chuối đang bị rơi vào tình cảnh khốn đốn suốt cả tháng nay do Trung Quốc đóng cửa khẩu không thu mua. 20.000 bùa, 50.000 bùa. Ai cũng thế thôi, kể cả như tôi một ngày tôi chỉ ăn được 2 quả, 3 quả. Đến 5 quả là cùng. Nhưng mà bây giờ nó nhiều thì làm sao mà ăn hết được, nó chỉ ăn đến tầm đó, còn ăn quả dưa hoặc ăn quả thanh long, những thứ khác nó đập vào. Thì đương nhiên là chuối nó phải ế, không bán được rồi. Thế lại, tôi còn đầy chuối này. Bây giờ lo mong cho nó đừng chín. Lo mà chín ra, chín nhanh thì đổ hết đi. Và nói chung là ngày là mọi năm là tầm này là họ cân nhiều lắm. Từ đây xuống đến Hương Yên mình, nó phải có 4-5 điểm cân. Thế nhưng mà bây giờ có điểm nào đâu, không có điểm nào sắt. Chả có điểm nào họ cân hết, như là mà cửa khẩu cũng mở đâu mà bán được. Cái tuần này thì bên Trung Quốc do cái dịch bệnh họ đóng cửa nên là tôi làm cái ông Thịnh cho biết gần như 100% sản lượng chuối các loại ở phía Bắc, đặc biệt là tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ sản xuất ra chỉ nhằm bán sang thị trường Trung Quốc dưới dạng quả tươi. Theo đó, nếu thương lái Trung Quốc không mua thì chỉ có đốn bỏ. Bán rẻ thì người ta cũng không thể ăn xuể được. Đấy, cái lượng người ta ăn có mức thôi. Cái thị trường Hà Nội thì tiêu thụ hoặc là các cái tỉnh lân cận họ tiêu thụ, ví dụ một ngày một gia đình có khi 2 ngày ta hết một cái nải chuối này. Thế bây giờ mình ép người ta một ngày hết nải này thì không thể hết được. Như cái nải chuối này chúng ta bán thường là 10 đến 15.000, nhưng khả năng 1-2 tới mà nó chín mà cái lượng nó không tiêu thụ nổi là có khả năng chúng phải bán xuống đến 10.000 rồi 5.000 cũng phải bán. Đấy. Thế nhưng mà dở nhất là nó không thể hết được. Đấy. Chứ không phải là xuống đến mốc ấy mà bán được hết. Bởi vì dân mình nó quá ít, không tiêu thụ ăn cái này nó không thể để dành được, như cái không có thứ để dành được. Nó chín nó phải ăn, nó chín nó phải bán. Tháng 3, tháng 4 tới đây sẽ bước vào cao điểm thu hoạch mùa chuối Tây. Nếu trong Trung Quốc không mở cửa thu mua thì sẽ có hàng ngàn tấn chuối phải vứt bỏ. Là cái lo nhất của người nông dân chúng tôi là cái này gần như là tuyệt vọng, không có đâu ra đây này. Nếu mà bán ở trong nội địa thì cái chuối này nó bán không thể xuể được. Là cái lý do là cái lượng của chuối này chúng tôi sản xuất là ở cái vùng này là chuối nó rất nhiều. Tính nguyên ở trong cái một cái xã này chúng tôi thôi, chưa nhập ở các xã bạn về thì chắc chắn nó phải rơi vào khoảng độ 5.000 tấn. Đấy, nhưng mà lo nhất nếu Trung Quốc họ không nhập thì là rất là khó khăn cho nông dân đây này. Theo thống kê của Bộ Công Thương, hơn 90% sản lượng rau củ quả của Việt Nam hiện xuất khẩu dưới dạng thô và sơ chế ở mức đơn giản nhất. Đặc biệt là với thị trường Trung Quốc thì nông sản của Việt Nam chủ yếu là xuất khẩu dưới dạng thô và tươi sống. Và cũng vì xuất khẩu thô với số lượng lớn và dồn quá nhiều vào thị trường Trung Quốc, cho nên khi có bất ổn cửa khẩu đóng cửa thì nông sản của Việt Nam ngay lập tức sẽ rơi vào tình cảnh ế thừa, bế tắc đầu ra và phải kêu gọi giải cứu. Đã tới lúc phải đầu tư quyết liệt hơn vào việc chế biến và đa dạng thị trường thay vì chỉ kêu gọi và triển khai một cách khiêm tốn như hiện nay. Nếu không thì bài ca giải cứu nông sản sẽ vẫn còn tiếp diễn trong thời gian tới. Câu hỏi đặt ra đã quá quen thuộc là tại sao không xuất khẩu sang thị trường khác mà cứ phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc đầy rủi ro và bấp bênh. Không bán cho anh Trung Quốc thì không thể bán cho nước nào, vì một số nước khác như là họ cũng yêu cầu để xuất sang chuối, như là bên Úc đấy cũng yêu cầu, nhưng mà chuối của chúng tôi làm ra nó không đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu sang đấy nên là rất là lo về cái kỹ thuật nữa. Anh Thạch cho biết hiện trong nước đã có một số doanh nghiệp tổ chức trồng chuối để xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, thế nhưng số lượng rất ít, còn đại đa phần nông dân trồng chuối là nhắm vào thị trường Trung Quốc. Cái thị trường Trung Quốc thì cũng là cái thị trường dễ tính nên là chúng tôi thường thường là vẫn là xuất sang Trung Quốc thôi. Còn đâu các thị trường khác rất là khó tính nên chúng tôi không thể đưa chuối này sang các thị trường khác được. Cái thứ hai là cái tiêu chuẩn chất lượng về quả chuối, chúng tôi làm thì không thể theo được kịp với cả cái yêu cầu bên phía họ đưa ra. Nông sản xuất khẩu thô và quá phụ thuộc vào Trung Quốc nên bài ca giải cứu đã bám riết với nông nghiệp Việt Nam suốt nhiều năm qua. Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nông sản giải cứu chủ yếu là các loại rau củ quả xuất khẩu thô sang Trung Quốc qua các đường tiểu ngạch và mặc định cho thương lái Trung Quốc thao túng.
Vì đối với thị trường Trung Quốc là chúng ta chỉ có biết bán đến biên giới, rồi sau đó là qua người trung gian đưa đi đâu chúng ta không biết. Và một cái thị trường như thế có thể thậm chí có thể là tốt ngày hôm nay thì ngày mai cũng chưa chắc đã an toàn. Và khi chúng ta xây dựng vùng chuyên canh như thế là thất bại. Từ cái câu chuyện của dưa hấu, của hành tím, của nông sản nói chung thì rõ ràng là chúng ta thấy được có được những cái gợi ý rất là cụ thể về cái cách mà gọi là nhìn lại cái xem cái trách nhiệm của các bộ ngành và trong cái cách thức tổ chức làm sao để phải khắc phục được những cái tồn tại này. Đây là chúng ta phải nhìn cũng có một cái cơ hội tạo một áp lực bức bách để chúng ta phải đẩy mạnh tái cơ cấu sâu hơn trên cơ sở chuỗi liên kết. Không thể để là cứ đưa ra cái sản phẩm thô, cứ đi bán tươi để có một cái rủi ro gì rồi lại tập trung đôn đáo vào giải quyết cái chuyện này. Gần đây, việc giải cứu nông sản, đặc biệt là giải cứu thanh long, có hình thức nghiền ra trộn bột để làm bánh mì. Còn trước đó đã có bánh pía làm từ sầu riêng. Không chừng tới đây sẽ có bánh kẹo làm từ nguyên liệu dưa hấu, chuối, khoai lang, rau củ quả. Theo các địa phương, cách làm này đều không giải quyết được tận gốc của vấn đề bởi mức độ tiêu thụ rất nhỏ. Cái mà nông nghiệp Việt Nam cần bây giờ là chế biến sâu với khối lượng lớn, giá trị gia tăng cao chứ không phải là dùng nông sản để làm bánh. Thưa quý vị, trong 10 năm trở lại đây thì cơ giới hóa nông nghiệp và công nghiệp chế biến nông sản của nước ta đã có những bước tiến đáng kể. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của công nghiệp chế biến nông sản đạt khoảng 5-7% một năm, đã hình thành và phát triển hệ thống công nghiệp chế biến nông sản có công suất thiết kế đảm bảo chế biến khoảng 120 triệu tấn nguyên liệu nông sản một năm. Cơ giới hóa trong nông nghiệp ngày càng được áp dụng rộng rãi trong nhiều khâu của chuỗi sản xuất nông nghiệp, ở các khâu đạt bình quân là khoảng 70%. Nhờ đó đã nâng cao năng suất và giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, góp phần đáng kể vào tăng trưởng chung của toàn ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, có rất nhiều hạn chế yếu kém trong chế biến bảo quản nông sản, nhất là khi nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu thì ngày càng khắt khe. Do vậy, phải tập trung nguồn lực và cần cú đấm thép để nâng cao năng lực chế biến, bảo quản nông sản và cơ giới hóa trong nông nghiệp. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong hội nghị trực tuyến toàn quốc về công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa trong nông nghiệp vào sáng nay. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dù đã có những bước tiến đáng kể, nhưng công nghiệp chế biến nông sản, cơ giới hóa nông nghiệp còn bộc lộ nhiều yếu kém, như chưa đáp ứng được nhu cầu, nhất là vào cao điểm của mùa vụ như rau quả, thịt, khi số lượng đưa vào chế biến chỉ chiếm từ 5 đến 10% sản lượng. Với mía đường, lúa gạo, cà phê, tiêu, điều, sắn, thủy sản thì vẫn đang bị tổn thất sau thu hoạch ở mức cao khoảng 10 đến 20%. Bên cạnh đó, cơ sở chế biến có tuổi đời trên 15 năm chiếm tới trên 70% với thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu, năng suất thấp. Các doanh nghiệp chế biến cho rằng nút thắt đang nằm ở quản lý đất đai để có vùng nguyên liệu tập trung và ưu đãi vốn. Vấn đề về vùng nguyên liệu thì đề nghị các tỉnh, các đồng chí tạo điều kiện, bởi vì để làm một nhà máy chế biến thì tôi nghĩ không khó, bình quân thì khoảng 400 tỷ, có những doanh nghiệp hiện đại lớn thì 2.000 tỷ. Nếu anh thực hiện tốt với cái hợp đồng với ngân hàng, có thanh toán, có trả lãi đầy đủ thì tôi nghĩ rằng ngân hàng sẽ tạo mọi điều kiện cho nông nghiệp. Đúng là phải đưa công nghệ cao vào, nhưng tại sao nông nghiệp vẫn chưa đạt đến cái mức ta mong muốn là vĩ đại? Đó là cơ chế chính sách, hai từ rất rõ là minh bạch. Minh bạch cơ chế chính sách, minh bạch tất cả các thứ, và cuối cùng trong cái cơ chế chính sách này có một điều tối thường và tối quan trọng. Để khi mình hòa nhập, và không nói hòa nhập thì như Thủ tướng đã nói, anh xuất khẩu ở đâu thì anh phải làm thật tốt trong nước đã. Bởi vì mục đích của ta là nâng cao sức khỏe cộng đồng. Trên tinh thần lấy doanh nghiệp là trung tâm và là chủ thể trong việc nâng cao năng lực chế biến, bảo quản nông sản và cơ giới hóa trong nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc chọn các doanh nghiệp có tiềm lực như Trường Hải, TH, Lộc Trời, Đồng Giao là cần thiết để các doanh nghiệp này đi đầu trong nâng cao năng lực công nghệ. Sau đó sẽ có thể tiến hành chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp khác, các hợp tác xã và nông dân. Để hiện thực hóa điều này, Thủ tướng sẽ ban hành chỉ thị riêng về chiến lược phát triển các ngành hàng và chế biến nông sản, cơ giới hóa nông nghiệp. Chúng tôi nghĩ là tiếp tục phát triển cái này, tâm bộ công thương, nông nghiệp phát triển nông thôn. Bởi tôi cho là một nông nghiệp nông thôn tốt là tìm thị trường mới rất quyết liệt. Và chúng tôi cũng nhấn mạnh đến vai trò thị trường trong nước tại cuộc họp này. Ông Sài Gòn tốt và Mixi hay là tất cả những cái đơn vị mà tụ trong thị trường nông thôn có chất lượng tốt là những việc
quan điểm và đây cũng chính là một cái ưu tiên để nhân dân chúng ta có thể có thực phẩm sạch, có gạo sạch, có những mặt hàng tiêu dùng từ nông nghiệp tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cũng như là sản phẩm của người dân Việt Nam. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, sắp tới chính phủ sẽ ban hành nghị định thay thế nghị định 57 về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, hỗ trợ cả đầu vào và đầu ra, sẽ thành lập quỹ điều tiết thị trường, quỹ đào tạo nghiên cứu ứng dụng công nghệ. Bây giờ về cái hướng mà tín dụng đó, là tôi định quay hướng mà chính sách thì tôi định mấy cái. Một là sẽ kéo dài thời gian vay, giảm lãi suất. Nên là nhiều người mong muốn cứ tỷ suất lợi nhuận công nghiệp thấp. Tôi đề nghị tất cả các nhà nước ta là chú đây á, thì rất ý kiến quý đại trong chính sách với chính phủ để mà việc công ty đề xuất để nó bảo đảm cái này rất còn một cái. Trước những kiến nghị của các hiệp hội ngành hàng, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các doanh nghiệp, thì thời gian tới, Thủ tướng sẽ chỉ đạo tiến hành hỗ trợ tín dụng theo hình thức trực tiếp bằng giá trị tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp, chứ không hỗ trợ lãi suất như hiện nay. Chỉ có như vậy mới khuyến khích được các doanh nghiệp tham gia đầu tư công nghệ chế biến sâu, phát triển vận tải, logistics trong nông nghiệp, đồng thời tránh rủi ro về dòng tín dụng cho vay hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn.